Tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và một số trường đại học trên địa bàn đã tổ chức chương trình tuyên truyền về giá trị nhân đạo tới các sinh viên trên địa bàn thủ đô. Từ xa xưa, văn hóa luôn là hồn cốt của dân tộc, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc dưới sự dẫn dắt trực tiếp của giáo sư sử học lê văn lan chương trình tuyên truyền về giá trị nhân đạo với hai chủ đề giá trị nhân đạo trong lịch sử dân tộc việt nam và tinh thần đoàn kết đùm bọc tương ái trong lịch sử dân tộc việt nam đã thu hút đông đảo sự tham gia chú ý của sinh viên trên địa bàn thành phố hà nội thông qua chương trình các bạn trẻ không chỉ hiểu thêm về ý nghĩa hoạt động của tổ chức hội chữ thập đỏ các cấp mà còn có cái nhìn toàn diện đa chiều về giá trị nhân đạo trong cuộc sống từ đó hình thành thái độ hành vi chuẩn mực hướng đến cuộc sống văn minh trách nhiệm nhân ái và đầy tình người chương trình dự kiến sẽ được nhân rộng tới các đối tượng là học sinh sinh viên tại các tỉnh thành trên cả nước